Mẹ ơi, những năm tháng tuổi thơ ngày nào trong vòng tay yêu thương từng ngày, cho đời con bao nhiêu ngọt ngào. Giờ đây trong cơn mơ con luôn gọi mẹ, nơi bao la giữa dòng sông xanh, xin con ra trong bao cực nhọc, nuôi con khôn trong bao tình người bao la. Âu ơi, âu ơi, như dòng sông luôn trôi về biển dòng, tình yêu mẹ luôn cháy về tim. Dù thời gian cho nhiều số phận, dù cuộc đời sớm nắng chiều mưa, âu ơi, âu ơi, như tình yêu không mơ bến nào, cho hết được tất cả tình thương, một tình yêu mẹ dành cho con cả ngàn đời mãi mãi. Anh nghe Nhi ơi, má anh đang bệnh, anh vẫn còn dưới quê, chưa biết khi nào má hết bệnh được. Nhưng mà không sao đâu, em đừng có lo, chắc vài bữa nữa má hết bệnh anh sẽ lên. Khi nào anh lên á, anh sẽ gọi cho em nha. Anh cũng xin công ty là cho anh xin nghỉ thêm một tuần sau, cho anh gửi lời thăm ba mẹ em nha. Bye bye. Hay Quốc tranh thủ đi lên đó thu xếp rồi về lại. Má đang bệnh như vậy làm sao anh đi được? Vậy còn công ty có làm sao không? Không sao đâu, anh đã xin phép với công ty rồi. Thảo nói cho Quốc nghe chuyện này, có lẽ vì không muốn Quốc lên Sài Gòn để làm việc nữa đó. Má. Má ơi.
Sao má lại ngồi ngoài này? Ừ. Má thấy trong người khỏe chưa? Khỏe. Má mới khóc phải không? Không. Con gì bay vô mắt má cay quá nè. Thổi về nhà má coi. Đâu, nằm chỗ nào? À. Đỡ chưa má? Ừ. Con nè. Dạ. Con còn nhớ lúc con còn nhỏ đó. Đây nè, cái chỗ này xong này nè, là con hay tắm lắm đó. Tắm đến tới mù mịt luôn à. Đợi má cầm cây roi á, lúc đó mới chịu lên. Nhớ chứ sao không nhớ. Lúc đó má tập bơi con bằng cách á, má đưa cho con hai trái dừa. Đó, con đu ở trên đó, rồi chân của con đặt lũm chủm lũm chủm lũm chủm. Đến khi hai trái dừa chìm liễm, không nâng con lên được, thì lúc đó má mới biết là con của má đã lớn. Ủa, sao tự nhiên má lại nhắc chuyện hồi xưa vậy má? Không hiểu sao, lúc này á, má hay nhớ lại chuyện xưa, chuyện cũ. Mà người ta thường nói, cái người mà sắp sửa về với ông bà thì hay ôm lại chuyện xưa. Má nói gì nghe ghê vậy má? Ừ, má giỡn chơi thôi mà. Quốc nè. Dạ. Con có sợ má đi xa không? Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa. Con không muốn nghe đâu. Má chỉ sợ nếu mà một ngày nào đó má bất thình lình má rời xa con, má không kịp gặp mặt con. Sao lại không kịp gặp mặt con? Thì đó, con ở tuốt ở trên Sài Gòn á, thì làm sao mà gặp mặt con kịp. Má, ý của má là không muốn con trở lại Sài Gòn làm việc đúng không? Và ở đây luôn với má đúng không? Nếu mà má muốn vậy đó, con có chịu ý má không? Má ơi, con biết là má không muốn sống xa con. Con cũng như vậy đó. Lúc mà con mới lên Sài Gòn làm việc á, con nhớ má nhiều lắm. Con muốn bỏ hết công việc ở trên Sài Gòn để trở về đây với má. Nhưng mà con trai của má lớn rồi, con muốn má phải sống khỏe nè, rồi thấy được thành quả của con trai của má. Con càng nhớ thương má, con càng phải cố gắng vượt qua cái những suy nghĩ yếu đuối đó, để má tự hào về con trai của má, rồi là chỗ dựa của má lúc về già nữa, đúng không? Cha mày, cứ khéo mà nịnh má không à. Má biết đó là hoài bão và sự nghiệp của con, tôi nhớ mà. Chính vì điều đó mà má đã đầu hàng vô điều kiện lời thỉnh cầu của con, khi mà con xin má lên Sài Gòn để phát triển tương lai. Chứ má đâu có dễ dàng để con của má phải rời xa má như vậy. Con biết điều đó mà. Lúc đó má sợ con lại nhẹ nhất cả đầu, cho nên má mới miễn cưỡng đồng ý đúng không? Quốc nè, nếu bây giờ má muốn con rời bỏ Sài Gòn, về dưới này ở hẳn với má luôn, con có chịu ý má không? Tại sao dì Tâm lại có ý định này khi ở trên Sài Gòn về? Quốc, có thấy lạ không? Chắc là do vụ tai nạn cho nên má không yên tâm đó mà. Có thể, nhưng dì Tâm lạ lắm. Lạ làm sao? Thảo không biết, nhưng Thảo thấy từ lúc dì ở nhà Nguyên Nhi về, dì thay đổi tâm tính thấy rõ, buồn và cáu gắt. Vậy thì lúc bên đó có chuyện gì xảy ra hả? Thảo không biết. Nhưng lúc gặp bác Phương, dì thấy chóng mặt, rồi lên phòng của Quốc ở để nghỉ ngơi. Sau đó
dì đòi về cho bằng được. Về tới nhà trọ rồi thì Quốc biết rồi đó. Chắc là do má thấy khó chịu khi mà Quốc ở bên đó. Ôi, nhưng mà Quốc chỉ ở một thời gian thôi, rồi sẽ về nhà trọ chứ đâu phải ở bên đó luôn đâu. Thảo có nghĩ tới một điều, nhưng không biết có đúng không. Đâu, Thảo thử nói nghe xem. Có thể dì thấy bị chia sẻ tình thương, dì đâm ra lo xa. Dì sợ Quốc quen sống trong đầy đủ bên nhà bác Phương rồi sẽ không muốn về đây nữa. Thảo nghĩ là như vậy sao? Thì Thảo chỉ đoán thôi, còn muốn biết chính xác chỉ có dì mới biết được. Theo con là vì chuyện đó sao? Con chỉ nghĩ như vậy thôi, nên con muốn gặp dì để hỏi. Chưa bao giờ con thấy dì như vậy. Nếu dì nhất quyết không cho anh Quốc đi Sài Gòn, có thể anh ấy sẽ chiều theo ý dì, vì anh Quốc là một người con có hiếu. Nhưng con thấy tội ảnh. Những gì mà anh Quốc ấp ủ bao nhiêu lâu nay sẽ bị mai một. Dì hiểu chứ, nhưng mà thật sự dì không biết mình phải làm điều gì cho đúng. Dì rối trí lắm, nhất là trong lúc này. Tại sao phải đến nỗi như vậy hả dì? Sao dì không nói ra để anh Quốc hiểu lòng dì? Không có được. Không thể nào nói cho nó biết chuyện này được. Bởi vì nó sẽ liên quan cả cuộc đời và tương lai của nó. Nghiêm trọng dữ vậy sao dì? Thằng Quốc, tên thật của nó là Bảo. Nó không phải là con ruột của dì. Tại sao bây giờ dì lại kể con nghe? Vì thằng Bảo đã gặp được mẹ của nó. Dì muốn nói là bà Phương chính là mẹ ruột của Bảo. Còn đói chưa? Con đói quá. Trời ơi, hôm nay có gì ăn ngon quá. Con đói bụng quá mẹ. Vậy mà mẹ chẳng thấy ngon chút nào hết. Tại mẹ ăn một mình chứ gì. Sorry mẹ mà. Tại kẹt xe quá à. Con có tưởng là không về được luôn đó. Ủa, hôm nay ba quay ở đâu vậy mẹ? Ở Sà Đéc.
Trời ơi, xa dữ vậy hả mẹ? Ngày mai là ba con về rồi. Còn phải ăn món này. Món này, món này mày làm đúng không? Món này nữa, con phải thử nè. Mấy món ăn này thằng Quốc nó khoái lắm. Chưa đi làm nữa hả? Xin nghỉ phép đến hết tuần. Làm gì cái kiểu gì vậy chứ? Đi làm mà nghỉ còn nhiều hơn là làm nữa. Tôi đề nghị là cho hắn ta nghỉ luôn đi. Chỉ có cái chân bị đau thôi, chứ cái đầu với cái tay có bị đau đâu. Chắc là tính nghỉ dài hạn để ăn lương chứ gì. Đồ lười biếng. Trời ơi! Chán quá đi à! Alo, anh đang làm gì đó? Có làm gì đâu, giờ này dưới đây á, là vô chuồng rồi. Thì chừng nào anh lên? Chắc là cuối tuần. Nè, hôm nay ăn cơm á, mẹ có nhắc anh đó. Vậy hả? Khi nào anh lên, anh sẽ ghé thăm bác. Hỏi nè, anh ở dưới có thấy buồn không? Chứ trên đây buồn hiu à. Ai buồn? Biết còn hỏi, tuần này mà anh không lên là em xuống dưới á. Xuống làm chi? Thì xuống mất anh chứ làm chi? Tự nhiên cái ngày nào cũng gặp anh, giờ vắng thấy thiếu thiếu. Thì có gì đâu, em kêu đại ca với mấy đứa bạn em đó tụ tập ăn chơi đi là hết buồn chứ gì. Rồi còn chọc em nữa. Em hỏi nè, em nói chuyện với anh như vậy á, có làm phiền gia đình của anh không? Mà ở dưới ngủ hết rồi hả? Má anh ngủ rồi, tại má anh thức dậy sớm lắm. Thì sao anh chưa ngủ? Ở trên đó thức khuya quen rồi, về đây thao thức mãi thì vẫn chưa ngủ được. Con, trời giờ này mà còn nằm ngủ nướng nữa. Dậy. Dậy đi. Tối qua con trằn trọc ánh sáng, cho nên bây giờ con dậy không có nổi. Dậy xúc miệng, có bánh lá mơ nè. Hả? Có bánh lá mơ hả? Con thích ăn lắm á. Ở trên Sài Gòn á, kiếm đâu có mua được đâu. Còn nữa, nè, bỏ đôi dép cũ đi. Má có mua cho con đôi dép mới nè.
rồi má mua cái mùng mới nữa. Cái mùng này hả, mình xài cũng gần 2 năm nay rồi. Má làm chi mà mua đồ mới cho con quá trời vậy? Mốt lên Sài Gòn con đâu có dân mùng đâu, có mua mùng làm gì? Mua mùng để dưới này xài, chứ bay đâu quay lên trển đâu mà xài hay là không xài. Với lại má có mua cho con bàn chải đánh răng mới này nè. À quên nữa, hồi nãy má có đi ngang qua tiệm chú Hứa, chỗ mà cho thuê đồ cưới đó, má có hỏi ổng là khi nào mà có đám cưới đó mà cần thợ chụp hình thì kêu con. Vậy đi nha, vậy ăn bánh lá mờ đi, má vô trong đây. Má, má ngủ rồi hả má? Sao hôm nay má ngủ sớm quá vậy? Con biết là má rất là thương con, má không có muốn rời xa con cũng như vậy. Nhưng ngay từ lúc nhỏ má đã biết ước vọng của con như thế nào, và má luôn ủng hộ con. Má đã mua tặng cho con máy ảnh để tạo điều kiện cho con thỏa mãn niềm đam mê của mình. Má còn nhớ không má? Má cũng biết là nếu được lên Sài Gòn thì hoài bão của con mới trở thành hiện thực. Công ty này là mảnh đất mà con tin là sẽ biến giấc mơ của con thành hiện thực. Con đang nỗ lực hết sức mình, và con tin là mình sẽ làm được và mình sẽ thành công. Má ủng hộ con nha má. Alo, có chuyện gì mà em gọi anh sớm vậy? Có phải anh tới Quyền Trà Ôn đúng không? Đúng rồi, có chuyện gì không em? Em tới Quyền Trà Ôn rồi nè. Nhưng mà làm cách nào mà đi tới nhà anh đây? Mà sao hơi có vô được không? Em xuống đây rồi hả? Không những em, mà còn có mẹ theo nữa đó. Dạ, vậy anh ra đón em nha. Em đứng ở ngã ba đợi anh đó. Có bác Phương đây hả?
em đứng đó đi, anh ra liền nha, đợi anh tí nha. Má ơi, có Uyên Nhi với bác Phương xuống, bây giờ con ra con đón mọi người nha. À, con mời bác. Ừ, cảm ơn Nhi. Con vô đi, mệt không? Thích quá con hả? Má ơi, má ơi, má, má ơi, Kỳ, con sao dẫm lên? Dạ con mời bác. À, mời Nhi vô trong nhà ngồi. Được rồi con, bác đứng ngoài này cho mát. Dạ. Ủa anh, cái này là cái gì vậy? À, đây là cái máy xe lát đó mà. À, tức là những cái cọng dây này rồi mình xe thành cọng dây đó hả? Đúng rồi, đây là cọng lát nè. À, đó. Còn này cọng lát đó hả? Cái này là má anh làm. Rồi đó. Ừ. Cực quá vậy. Rồi bán được nhiêu tiền? Rồi những cọng dây này á làm gì? À, người ta dùng để làm chiếu để xuất khẩu á. Con à, sao mà hỏi nhiều dữ vậy hả? Quốc nè, à, cho bác đi dạo một vòng chút xíu nha. Ngồi ở trên xe bác thấy cũng chồn chân quá. Dạ, để con chạy vô con lấy nước con mời bác uống. Thôi được rồi, khỏi con. Bác đi dạo chút xíu bác quay lại liền à. Dạ. Ở đây đi vòng là chắc cũng không có lạc đâu, đừng có lo. Dạ. Nó không có giống như trên Sài Gòn. Dạ. Ha. À, bên hông nhà con á có hai cây mận á đang xài trái lắm. Ôi chào ơi. Dạ. À, nhìn thấy thích quá. Dạ. Thấy chưa con? Nè bác đi vòng bác quay lại nghe. Dạ. Nó chân bị lạc á mẹ. Ừ, làm sao mà lạc được, yên tâm. Uống nước nha. Thôi được rồi, anh ngồi nói chuyện với em là được rồi. Nghe em hỏi nè. Ủa, chừng nào anh lên? Anh xin phép công ty nghỉ mấy ngày. Mà sao nghỉ nhiều vậy? À, thôi để anh vô lấy nước cho em uống nha. Thôi khỏi, khỏi, khỏi. Ngồi đi nói chuyện với em đi. À, anh chỉ cho em sao mà bệnh được vậy nè. Đi đi, ngồi xuống, chỉ cho em đi. Em muốn biết cách xe lát đúng không? Đúng rồi. Rồi rồi, anh chỉ cho. Nè. Em sẽ qua đây đi, anh mới chỉ được, đúng không? Đó, khi mà ngồi xe lát mình phải ngồi vậy nè. Đó, nè em thấy không? Cái mỗi lần phải là 3 cộng. 3 cộng em hả? Em lấy 3 cộng đi. 3 cộng. Đó, em lấy cộng ở trên nè, đúng không? Cộng nào cũng được hả? Nè, cộng nào cũng được nhưng mà phải 3 cộng. 3 cộng. Đó, em thấy không? À. Đó, kéo ra. Cái mình để ngay đây. À. Mình bấm vô, nhấn đây lên. À. Đó, chạy vô nè. Đó, chạy vô nè. Nè. Thôi để em làm thử cho. Em làm thử đi. Đây. Chào chị. Chào chị. Sao chị lại đứng đây? À, chị à, tôi có đến nhà nhưng mà không gặp chị. Chị khỏe không? Tôi sẵn dịp đi xuống miền Tây. Cháu gì muốn xuống để thăm cháu Quốc, cho nên tôi mới đường đột như vậy. Phải nói từ ngày mà chị lên trên Sài Gòn đến nay cũng đã... Tôi có chuyện riêng muốn nói với chị. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy chị? Tôi hồi nào bây giờ ít ăn nói, cho nên nếu có nói ra điều gì khó chịu
thì xin chị bỏ qua cho. Nhưng chuyện gì vậy hả chị? Tôi sẽ không cho thằng Quốc lên Sài Gòn nữa. Nó sẽ ở đây luôn. Sao vậy chị? Tôi có thể biết lý do được không? Chị à, tôi nghĩ cháu Quốc rất là cầu tiến và rất có chí. Mà môi trường trên Sài Gòn á, thì lại có thể phát triển năng khiếu và nghề nghiệp của cháu được. Lẽ ra chị nên động viên khuyến khích cháu mới phải chứ. Chị thôi đi. Thằng Quốc nó là con trai của tôi. Tôi biết và tôi hiểu phải làm điều gì tốt cho con của tôi. Không cần chị phải dạy. Tôi... ý tôi muốn nói là... tôi biết chị muốn nói gì. Nhưng mà tôi không cần nghe. Tôi yêu cầu chị, từ đây chị đừng có quan tâm hay lo lắng gì cho thằng Quốc nữa. Thái độ của chị giống như là ban bố tình thương cho đứa trẻ mồ côi vậy. Trong khi mẹ của nó còn sống sờ sờ ra đây mà. Nó đâu có thể nào mà thiếu thốn đến nỗi mà cần một sự thương hại bố thí tình thâm chị. Chị à, chị bình tĩnh đi. Có lẽ là chị đã hiểu sai ý của tôi rồi. Thật sự tôi chỉ quý mến cháu Quốc mà thôi. Tôi muốn tỏ một chút tình cảm với cháu vậy mà. Nhưng mà điều đó làm cho tôi khó chịu. Tôi biết. Tôi biết chị đã mất mát đứa con trai từ nhỏ. Chị muốn tìm đại đứa nào đó để bù đắp. Để cho chị đỡ hối hận, đỡ day dứt. Chị tìm ai cũng được. Trừ con tôi ra. Tương lai nó như thế nào? Nghề nghiệp nó như thế nào? Không cần chị phải lo. Tôi yêu cầu chị, đừng làm phiền cuộc sống của hai mẹ con tôi nữa. Tôi xin lỗi chị. Chị nên về sớm đi. Tôi không đủ khỏe để tiếp chị lâu. Nhi à? Dạ. Đi về con. Ờ. Sao vậy mẹ? Ờ, bác ơi, bác đợi má con tí đi. Má con sắp về rồi đó. Ờ, hay là bây giờ bác vô bác ngồi nghỉ nha. Con chạy ù con kêu má con về liền. Không cần đâu con. Nhi, nếu con không về, mẹ sẽ về trước đó. Mẹ. Mẹ. Thôi em về nha. Rồi có gì em gọi điện nói chuyện với anh sau nha. Ủa? Nha. Nhi. Má, nãy giờ mấy đâu vậy? Bác Vương với Huyền Di xuống đây nè. Không thấy má cho nên về rồi. Mà con thắc mắc không hiểu tại sao bác Vương đi đâu một vòng cái vô đây đòi về sớm. Hay là bác ấy mệt hả má? Hôm nay có khách ở trên Sài Gòn xuống chơi. Thảo biết. Thảo có thấy Uyên Nhi. Có mẹ của Nhi xuống chơi nữa. Họ đi đâu đó ghé thăm Quốc. Mà sao kỳ vậy ta? Tự nhiên không má Quốc thấy vậy á. Má Quốc không có được vui. Mặt buồn hiu à. Rồi không nói cả ngày hôm nay luôn á. À, chưa hết đâu. Còn mẹ của Nhi nữa. Tự nhiên không có đòi về sớm sau khi đi dạo một vòng. Còn má của Quốc á, thì á, từ ngoài đi vô, không nói tiếng nào. Bỏ vô giường nằm riết luôn. Hỏi câu nào cũng không thèm trả lời. Ủa là làm sao? Có chuyện gì vậy ta? Thảo, Thảo có biết chuyện gì không vậy?
Thiệt là khó hiểu. Hỏi gần hoài mà má không chịu nói. Có chuyện gì á, má phải cho Quốc biết chứ. Im lặng đâu phải là cách đâu. Quốc nè, Quốc có nhớ hồi nhỏ tụi mình chơi chung với nhau không? Thảo đã kết lá dừa rất ngộ nghĩnh để tặng Quốc. Thảo rất vui khi thấy Quốc thích và giữ nó. Nhưng khi Quốc nói cho Thảo biết đã tặng lại cho bạn Liên ở trong lớp học, bởi vì bạn ấy năn nỉ, Thảo đã giận và khóc mấy ngày. Quốc hỏi Thảo tại sao lại khóc. Thảo nói chỉ làm tặng Quốc thôi, không muốn ai đụng đến. Quốc nói Thảo ích kỷ và cốc đầu Thảo. Ủa là làm sao? Sao Thảo lại nói chuyện này? Quốc hỏi chuyện hồi sáng mà. Con gái tính ích kỷ lắm. Trời sanh ra là như vậy mà. Ôi, trời ơi là trời. Má Quốc á, đã làm cho Quốc không hiểu, muốn điên cái đầu đi nè. Bây giờ đến phiên Thảo nữa, Thảo cũng làm cho Quốc không hiểu gì hết. Tặng em nè, của một diễn viên đi du lịch nước ngoài về tặng anh á. Em sao vậy? Hồi sáng em với Uyên Nhi về quê có gặp Quốc không? Có chuyện gì vậy em? Sao bà ta lại cái thái độ vô lý như vậy? Không niềm nở đón khách thì thôi, lại ăn nói những lời khó nghe như vậy. Bà ta có vấn đề thần kinh chắc. Em thấy mẹ của Quốc không phải là loại người hàm hồ thiếu suy nghĩ. Sự tức giận của bà ấy rất khiên cưỡng và không hề tự nhiên chút nào hết. Ý em là... Khi nói những lời đó, bà ta khó khăn và khổ sở lắm. Cứ như là bị buộc phải nói vậy. Nhưng ai buộc bà ta chứ? Với lại, bà ta nói như vậy với dụng ý gì? Em cũng không biết nữa. Có lẽ bà ấy không muốn em qua lại với Quốc. Bà ta nghĩ sao vậy? Con mình sống ở đất khách quê người, có một người yêu thương lo lắng. Đáng lẽ ra mình làm mẹ thì phải mừng và cảm ơn chứ. Đằng này em cũng đang suy nghĩ đây. Nếu như bà ta là một bà mẹ ích kỷ, vì sợ con mình lên một thành phố lớn như vậy nó sẽ thay đổi tính tình thì không phải rồi. Lẽ ra là mẹ, bà ấy phải hiểu con mình hơn ai hết chứ. Vậy thì lẽ gì? Em cũng đang cố nghĩ nhưng chưa ra. Thôi, em cũng đừng muộn phiền chuyện này nữa. Vậy thằng Quốc nó có biết không? Lúc em nói chuyện với bà ấy, lại không có Quốc. Quốc là thằng bé ngoan, nó cư xử đàng hoàng. Sao lại có bà mẹ trái tính trái nết như vậy? Kỳ cục em ha. Từng ngày xa mẹ xa quê, lòng con mong nhớ từng ngày. Nhớ về con đò quê nhà, ngày ngày chớ mẹ qua sông. Ngày ngày trông về nơi xa, nơi quê hương lu kéo từng ngày. Mái nhà nơi làng quê nghèo, che chở sang nắng chiều. Mẹ thương con bao la biển rộng, con yêu mẹ như muối mặn biển đông, như dòng sông trôi về cội nguồn, nơi tình mẹ thắm mang đời con. Mẹ thương yêu quê xa có biết, con nơi đây thương nhớ từng ngày, nhớ ngày xưa bên lũy tre làng, tiếng âu ở câu hát
sóng trôi về cội nguồn.